chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em làm một cái video giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó là đèn hậu của Tota Hilux 2010. Mã sản phẩm của nó là 81551 gạch ngang 0K010 và 81561 0K010. Về sản phẩm đèn hậu Tota Hilux được phân phối bởi An Thái Auto, được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan nên đảm bảo về chất lượng. Sản phẩm đèn hậu Tota Hilux là dòng sản phẩm thuộc hệ thống chiếu sáng của ô tô. Đèn hậu được thiết kế đẹp mắt và được sản xuất bằng chất liệu nhựa cao cấp nên có độ bền cực cao, khả năng chịu được những cú đập va chạm mạnh. Hiện nay, đèn hậu Hilux có hai màu đỏ và màu trắng được lắp ráp cân xứng với nhau để đạt được độ sáng tốt nhất có thể. Đây, em xin mời mọi người sẽ cùng em nhìn tổng quan của sản phẩm. Vâng ạ, đây mặt trước và mặt sau và phía sau, tất cả nó đều có mã sản phẩm. Nó bao gồm hai vế, và vế L và vế R. Và đèn nó sẽ chưa bao gồm bóng. Anh em có nhu cầu tìm hiểu và tư vấn về sản phẩm thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333, kiểm tra, hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em xin chào.